Cô trò mình sẽ giải cái đề 12 của cái sale Powerpoint không xong không về nhé. Cô trò mình nhất định không xong không về nha. Bây giờ định dạng xì tai khổ giấy A4 trước đi, bay layout, bay setup, cỡ giấy A4, rồi lề trên, lề trái, lề dưới, lề phải, margin đều 2.5 hết, 2.5 hết, cái nào cũng 2.5 hết. Thì ra đề cũng có tâm, khỏi mất công. Một cái về cái khác mình phải coi coi, mình cuối cùng không nhớ luôn á. Thì paragraph style, văn bản thường là style normal. Mở cái task pane này ra ha, để cho dễ hơn. Normal, modify nó, click chuột phải, modify nó. Normal nè, normal, phông chữ Arial 13, số lẻ thì gõ vô enter thôi, enter. Regular là không đậm, không nghiêng, không gạch dưới. Màu tự động, canh điều hai bên, justify, canh điều hai bên. Indentation left bằng right bằng 0, first line 1 cm, mấy cái đó trong đây không có. Mở này ra, format, paragraph, special, cái này nó không sẵn đây nè, special, first line 1 cm, gõ số 1 vô chỗ đây thôi, không cần đơn vị, hoặc là click này nè, lên xuống nè ha, đó 1 cm. Khoảng cách dòng, line spacing, multiple, F1.4, 1.4. Ôi trời, rồi, paragraph, rồi 1.4, before, không, khoảng cách giữa các đoạn, này. Spacing before, không, after 6 BT, rồi đủ rồi, normal xong, ok. Rồi bây giờ đến đề mục cấp 1 là heading 1, click chuột phải, modify heading 1. Verdana 14, bold đậm, rồi có đậm, màu automatic, canh trái, left canh trái, rồi left bằng right bằng 0, special non, multiple 1.4, before after điều 12, format paragraph 0, first line non, không có first line. Rồi nâu không có phải là multiple 1.4. Mấy cái heading thường nó dựa trên cái normal. Tuy nhiên mấy cái đề thi này nhiều khi mấy thầy hay chỉnh lại ha. Multiple 1.4, cái này có 12 thôi, còn cái này tăng lên 12 luôn. Rồi setting màu xanh nhạt, setting cái này ok đi, đóng cái này lại. Màu thì format, border and setting. Setting màu xanh nhạt, cô mở coi của người ta màu xanh nhạt thế nào. Đây xanh nhạt như vậy. Cái này màu xanh hả ta? Rồi setting màu xanh nhạt. Vậy đi ha. Rồi ok, apply to paragraph nha. Ok xong. Coi còn gì nữa không? Màu xanh nhạt thôi, setting. Ok, heading 1 xong. Giờ đến heading 2. Modify heading 2. Click chuột phải, modify nó. Phông chữ Tahoma, chọn Tahoma. Cỡ chữ 14. Bold đậm, màu automatic. Rồi canh trái. Canh trái, left bằng right bằng 0. Mở hộp thoại paragraph ra, lấy bằng ra bằng 0, first line non,
Special nông. Special nông rồi Multivo 1.4. Hai cái này đều 6. 6 này cũng tăng lên 6. Ok, không có màu. Ok. Rồi bây giờ đến heading 3. Tại sao cái này mình không có heading 3, chỉ heading 1, heading 2 thôi. Thì bây giờ nha, cô chọn hết tất cả đi, Control A. Cái cô chọn normal. Hai nó là Arial đó ha. Rồi cái nào là heading 1, khi mình dùng đến heading 2 nó mới hiện lên heading 3. À, cái nào là heading 1 này, cơ sở lý luận là heading 1, đứng ở đây nè, click vào heading 1 ha. Khái niệm là heading 2 thì nó sẽ có heading 3. Nếu lỡ mà nó không có heading 3 là do chỗ này option show next heading when previous level is used. Không đánh dấu này thì nó không hiện lên heading 3 ha. Nếu lỡ nó không có mấy cái đề, lỡ nó không có đó. Rồi vậy thì modify heading 3. Modify đề mục cấp 3 là heading 3. Modify, chú ý coi heading 3 nè ha. Phông chữ Tahoma, cỡ chữ 13, bold đậm, màu tự động, automatic, rồi canh trái, left bằng right bằng 0, multivo 6bt, vân vân. Rồi paragraph special nông, multivo còn này 6, này 6. Rồi ok. Ok. Rồi cô chỉnh hết ba cái heading này đó, tốn thời gian đó ha. Rồi xác lập tự động multi level list phần 1, phần 2. Phần 1, phần 2. Mở này mẫu coi. Ha. Nè, heading 1 có chữ phần 1, còn này 1. Một la mã, hai la mã. Này hơi lạ. Hơi lạ so với các đề kia thôi. Vậy thì multi level list, multi level list chọn một heading 1, 1.1 heading 2 nè ha, thì nó có số như thế này sẵn rồi nè. Giờ mình mới define new multi level list. À, mình list lên chỗ level 1 đó, mình chọn cái số la mã, số la mã. Rồi và ngoài sau số la mã có cái dấu chấm, và theo sau nó more, theo sau nó với khoảng trắng, có phải không? Thường là như vậy nè ha. Phần 1, phần 2. Rồi theo sau số và khoảng trắng, test indent number align left align s 0 test indent s 2.5 cm. Này chi 2.5 test indent s follow number with bay. Rồi ok, cái này làm không ok, chưa ok, mình chỉnh một lúc nhiều cái luôn. Bây giờ level 2, level 2 thì cô xóa hết hai cái này đi, cô xóa hết hai cái này đi trong này nè ha. Cô mới chọn số la mã nữa ha. Rồi đằng sau nó, à level 1 ngoài trước nó có chữ phần, ngoài trước nó có chữ phần chèn vô trước cái số 1 la mã đó. Cái số 1 la mã là do cô chọn cái này nó đưa lên, cho nên nó vệt màu xám nha. Chứ nếu mình gõ số 1 la mã thì nó sẽ không tăng dần, nó lúc nào cũng là số 1. Rồi bây giờ level 2 là chỉ có số la mã, xong rồi chấm thôi ha. Rồi theo sau số với khoảng trắng và test indent s 1 cm, 1 cm. Rồi bây giờ level 3 luôn, level 3
thì nó có 1.1, nó mình xóa cái số 1 ngoài trước đầu tiên đi, số 1 đầu tiên là nó của heading 1, trừ cái số 1 La Mã ngoài sau thôi là của heading 2 ha. Rồi chấm, rồi theo sao số với khoảng trắng, rồi cái này 1.25, 1.25. Nếu máy bạn nào mà theo kiểu Việt Nam thì có thể nó phẩy hay gì, nếu chấm không được thì phẩy ha, không thì những cái lặt vặt này nó không đáng, mình có thể bỏ đi để mình làm cái khác kiếm điểm nha. Hello, rồi ba mức cô chỉnh xong rồi, cô ok coi bên đây coi. Rồi ok ha. Rồi số 2 đo lường lạm phát tại heading 2, giờ chỉ có định dạng thôi, giờ định dạng thôi. Mà cô đóng này lại đi, cô dùng cái phím tắt mở này navigation band ra ha, để nhìn thấy khi mình định dạng cái style nó có cái lớp lan cái đề cương bên đây ha. Là bây giờ chỗ này đo lường lạm phát xong rồi, chỗ này chèn vô cái hình, chỗ này chèn vô cái hình đi ha. Insert picture cái hình ở đề số 12, hình đề số 12 work. Rồi cái định cái hình chèn vô thì cô mới chọn cái wrap text là bố cục cái văn bản bao quanh nó theo hình vuông square, theo hình chữ nhật. À, rồi cô kéo vô để đó. Bây giờ đến rồi cái đó xong. Bây giờ đến số 3 nguyên nhân gây lạm phát. Cái này là heading 2, phím tắt nó là Control Alternate 2 nha. Cái này là heading 3, Control Alternate 3. À không có phím tắt này thì cô phải chọn thôi nha, heading 3 đó 3.1 do đầu cầu kéo. Muốn đặt phím tắt cho một cái xì tai thì cô có thể vô đây nè, heading 3 modify heading 3 format shortcut key ha. Là chỗ này nè cô bấm Control Alt 3 chỗ này chứ, chỗ này chứ, Control Alt 3 xong rồi cô assign gán đó nè, cô bỏ vô chỗ rest new shortcut key cái cô bấm Control Alt 3 cái cô assign nó, cô muốn xóa thì cô cũng làm đây xóa remove ha. Cái này nó chỉ có phím tắt của heading 1, heading 2 thôi, heading 3 chưa có phím tắt. Rồi bây giờ cô mới chia cột trước hay là sao? À, rồi cái này heading 3 luôn, Control Alt 3. Rồi quét khối chọn, chọn hết luôn để chia cột tới đây chia làm hai cột bay layout column, có đường chia ở giữa more column hai cột line between ok. Rồi hình như là bên trái to bên phải nhỏ nhỉ. Rồi column more column bên trái to chắc vậy quá. Rồi chỗ này nè muốn cho nó ngắt cột chỗ này Control Shift Enter à, nhưng thôi cô bối rối Control Control làm sao, làm sao. Rồi chia cột á, thì chọn rồi chia, không nhất thiết gì phải giống y vậy đâu. Nếu mà mình cứ mày mò cái này mình sẽ không được điểm nha, cho nên làm chia cột mà chỗ này chia cột thì mình chia cột thôi. Rồi column more column thằng cô là do cô mò mò cô coi thế nào ha. Rồi có thể chỗ này y cô column width nè,
độ rộng các cột bằng nhau, cô không cho bằng nhau, cô cho này 8.5 đi. Chỗ này 8.5. Chỗ này 6. Rồi, ok, thử xem. Rồi có đường chia ở giữa, ok, đó, thì kể nó đi ha. Rồi bây giờ đến chỗ này là heading 1, control alt 1. Đến chỗ này là heading 2, control alt 2. Control alt 2. Là chỗ này là ảnh hưởng là heading 2 luôn, control alt 2. Chỗ này là heading 3, control alt 3. Nãy cô đặt cái shortcut key rồi đó. Thì chỗ này là drop kép, rớt xuống hai dòng, insert, drop kép option. Nếu mình chọn cái đó nó rớt xuống ba dòng, cho nên vô đây để chỉnh được nè, hai dòng thôi. Rồi rớt xuống hai dòng. Này có chỗ nào CPI, tình hình lạm phát CPI nè. Cô đứng đây, cô chèn reference, insert footnote, rồi chỗ này cô gõ là CPI hai chấm gì đó, hai chấm không dám đọc tiếng Anh luôn. Rồi cái ghi chú cuối trang. Tiếp tục, trong lĩnh vực thương mại nó là heading 3 phải à? Rồi heading 3 hai số rồi trước, heading 3 luôn. Rồi cái này là rớt kép, insert, rớt kép, rớt xuống hai dòng thôi. Drop, rớt xuống hai dòng, ok. N này cũng vậy, bấm F4 thử xem. Bấm F4 nha. Làm mới giờ làm trên này rớt kép, rớt xuống hai dòng, đặt điểm chèn dưới đây, bấm F4 lặp lại hành động mới vừa rồi hết. Rồi bây giờ đến đến trên này thì mình đứng đây nè, cái mình chèn vào một cái trang trắng blank page, chèn vào cái trang trắng ở trên hen. Như thế này thì xóa, bấm delete nè, bấm delete đó, xóa kéo này lên, kéo cái thằng dưới này lên đó ha. Rồi bây giờ mới trên này à, làm cái header footer trước đi. Trên này mục lục rồi, trên cái mục lục là có cái word add, insert, word add, chọn cái chữ nào giống giống chữ có bóng, bóng bóng nào đây, này đi. Rồi gõ chữ lạm phát, tốn thời gian quá. Chọn cái wrap test này nè, top and bottom á, cho chữ to lên. Hoặc là gõ chữ bình thường vậy, không cần word add hả. Rồi muốn có bóng, chữ màu format, chữ này màu đỏ, không phải, set outline màu đỏ, chữ này set fill màu trắng, rồi bóng xe đua vậy đi. Rồi mục lục enter cho này canh giữa, rồi đổ thùng nước sơn màu nâu vô,
nó là tô nền cho đoạn đó. Bây giờ mình làm header footer trước rồi mình đã làm mục lục. Ở đây cô thấy nó trang đầu tiên không có header, còn các trang dưới nó có header footer giống nhau hen ha. Và cái header á, phía bên đây là cái chữ lạm phát cố định, còn bên đây nếu heading 1 là cái gì thì mang nó lên, ví dụ đây heading 1 là cơ sở lý luận thì mang lên đây, ở này heading 1 là thực tiễn thì mang thực tiễn lên đây, nên nó hơi lạ đó. Vậy thì mình đứng đây cũng được, đứng bên đây cũng được ha. Rồi insert header, edit header, thả nó vô đây, cái mình mới đánh dấu different first page để cái trang đầu tiên khác các trang khác. Rồi vậy thì nhìn nè, header session 1, cái này là cũng session 1 luôn, first page cô view độ rộng trang đi ha, này là first page header 1, trang đầu tiên mình không làm gì hết. Bây giờ mới header session 1 các trang khác nè, gõ chữ lạm phát vô đây, rồi qua bên đây ấn tab qua bên giữa, ấn tab qua bên đây, không có gõ chữ cơ sở lý luận mà mang nó vô, mang cái heading 1 lên bằng cách trong tab design cũng được, insert cũng được, design nó cũng có kích bạc, insert nó cũng có kích bạc ha. Rồi design kích bạc fill, và mình chọn cái fill name style rep, rồi chọn heading 1, ok ha, cơ sở lý luận. Rồi chọn nguyên cái dòng này nè, in nghiêng. Rồi bây giờ mới đứng trên cái dòng đó, kẻ khung bên dưới, ở khung border setting để chọn cái khung bỏ cái đường, chỉ kẻ đường dưới thôi ha, bỏ chỉ kẻ đường bên dưới thôi. Rồi ok, apply to paragraph đó. Rồi ở dưới footer thì dưới footer cuộn chỗ nè, số máy, gõ số máy mình đang ngồi ha, bc máy đó. Rồi ấn tab gõ chữ trang, cô thấy nó có chữ trang đó, chữ trang là do mình gõ. Bây giờ chèn số trang vô, design bay number current position blend nè, ra số trang. Rồi xẹt, bây giờ tổng số trang thì kích bạc fill, và năm bay là tổng số trang, ok ha, 2/4. Rồi chọn nguyên dòng nó để in nghiêng, rồi đứng đây để kẻ border, nó còn cái đường, nó nhớ mấy đường giờ top border đó, khỏi có công. Rồi cái header footer xong, bây giờ mình mới thoát ra bằng cách nhấp đuôi ở đây cũng được nè đó, ha. Header footer xong, bây giờ mình mới làm mục lục đây. Mục lục coi thế nào, có đặc biệt không? Không, mục lục không có gì đặc biệt. Reference table of content, insert table of content, rồi ok thôi, thì nó có mục lục y vậy, không có gì hết. Rồi xong, còn gì nữa không? Hết.